không chỉ gắn bó với Diễm Hương, Việt Trinh, diễn viên Lý Hùng và Hoa hậu Đền Hùng Giáng My cũng từng được xem là cặp đôi đẹp trên màn ảnh Việt những thập niên trước. Sau khi đoạt giải Hoa hậu Đền Hùng 1989, Giáng My vào Sài Gòn lập nghiệp và tham gia đóng phim. Không chỉ Việt Trinh, Diễm Hương là tên tuổi bị đồn đoán chuyện tình yêu với Lý Hùng, bởi cô cũng được xem là mỹ nhân có nhan sắc và ngoại hình hợp với nam tài tử điện ảnh. Vào thập niên 90, Giáng My đang ở độ tuổi ngoài 20 tuổi. Cô ăn mặc trẻ trung, xinh đẹp và đầy sức sống bên cạnh Lý Hùng cũng rất điển trai, cười rạng rỡ. Giáng My tham gia 7 phim của nghệ sĩ nhân dân Lý Huỳnh như Kế hoạch 99, Truy nã tội phạm quốc tế, Sài Gòn trong trái tim em. Trong các phim, Lý Hùng thường đóng vai cảnh sát còn Giáng My là bạn gái. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.